Hello các bạn, đây là Hưng An Tự nha. Đấy các bạn thấy không, bà Hằng á, bà ấy đã làm mất đi một nhân tài, mất đi một vị thầy á, và cả một cái chùa người ta đang hoạt động như thế này, người ta đang giúp dân, giúp bá tánh như thế này, bao nhiêu bệnh nhân đang chờ đợi, bao nhiêu người đang chờ thuốc, chờ thầy. Đấy mọi người thấy không, bà Hằng bà ấy thấy là bà ấy không ăn được, bà ấy đạp đổ, bà ấy phá ông Yên, bà ấy phá cho ông ấy mất cả một cái cơ ngơi, một cái danh dự như thế này mọi người ạ. Đấy đó, đây mùa dịch nhưng mà Hưng An Tự vẫn đang bốc thuốc đó, cho làm sao cho người dân miễn phí nha mọi người nha, để về sông đó, sông á, sông thuốc đó mọi người, sông đó, cho nó kiểu như bị dịch Covid này thì thường chúng ta lên sông để cho nó tốt, nó khỏi bị dính Covid. Đấy mọi người thấy không, à, cả một cái cơ ngơi, cả một cái tiền đồ à, của người thầy à, người ta làm có tâm có đức như thế này. Đây thuốc toàn những cái lá cây người ta trồng như thế này mà lại dám bảo là thuốc, người ta bỏ bùa với cả uống thuốc vào bị làm sao. Đấy xong nói đi kiểm nghiệm, đi xét nghiệm, bà đi xét nghiệm đi, bà đi kiểm nghiệm đi. À, người ta làm thật, có ăn thật nhưng người ta chả sợ gì cả. Đấy, người ta trồng đây này, hàng bao nhiêu con người, cả chính quyền địa phương người ta làm chứng, à, cả nhân dân người ta trồng, bà kiện ai? À, thuốc thang là cả nhân dân người ta trồng, à, bao nhiêu người người ta chứng kiến, bao nhiêu y sinh, y sĩ, bao nhiêu là những cái gì, những cái mà Phật tử, à, đệ tử người ta phát tâm, người ta làm bằng cả cái tâm lương thiện, người ta làm. À, bao nhiêu người làm ngày làm đêm à, trồng thuốc à, hái thuốc à, sắt thuốc à, nuôi dưỡng đấy, tưới nước đấy các bạn ạ, à, bao nhiêu công sức của người ta à, người ta gây dựng tiền đồ được như thế này, xong rồi à, bà Hằng bà đi bà phá hoại, phá hủy à. Đây hiện giờ dịch nhưng mà Hưng An Tự thì vẫn đi tặng thuốc cho mọi người miễn phí. Đây mọi người nha. Đây toàn những cái cây đây ạ. Đấy là những cái cây thuốc mà tự nhiên nhất, cây thuốc nam. Chứ ai người ta là lừa đảo gì đâu. Bà Hằng bà không ăn được, bà đạp đổ xấu tính đấy. Cho nên là những cái người á, thật sự những cái người mà vô thiên vô pháp, vô thần vô thánh thì bớt mồm đi,